Nếu một cửa tiền mà thoát thì đẹp nhất vào tháng 9 tháng 10 âm. Của năm nay ấy thầy. Năm nay. Tập trung vào. Bao nhiêu tiền? Tháng ngón 310 độ Tây Bắc phải cứ dương rộng như kia, lớn như kia. Vâng, có đường nâng trước mặt đây thầy. Đường nâng lại như đúng không? Vâng. Tại gì đâu? Anh nằm bên ngành gì nhỉ? Làm về xây dựng thầy ạ. Xây dựng. Về xem công việc hay xem gì anh? Đây là cái văn phòng mà chuẩn bị chuyển sang đấy thầy ạ. Bây giờ xem công việc và những cái phát triển về thương mại và liên quan đến sản phẩm mà liên quan đến hoàn thiện, và thứ hai là cái việc mà làm về bất động sản đấy thầy ạ. Trong thời gian tới. Xem xây dựng bất động sản. Dạ vâng. Và đầu tiên bây giờ mình xem xây dựng hiện trạng mà cái bất động sản của mình đi chuyển sang như nào đúng không? Và bây giờ em muốn làm thêm cái phần thương mại ấy thầy. Kinh doanh ạ. Kinh doanh nhiều, kinh doanh bất động sản này, kinh doanh tổng thương mại đúng không? Có nghĩa là cả bất động sản với cả một số cái sản phẩm mà liên quan đến hoàn thiện xây dựng nhà ấy thầy. À rồi, vật liệu xây dựng. Vâng, vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng. Vâng, ok. Anh Dương xin làm bao nhiêu anh Dương? 1978 đấy ạ. 1978. Bình tĩnh. Bây giờ mình chơi cái trò giống như kiểu là bóc từng lớp nó ra một đấy. Vâng. Xem là mình nên như thế nào. Nhất là đang nói cái công việc hiện tại của anh ấy. Công việc hiện tại của anh thì đang cùng cung và cái bính không vong thì đang bên kia. Đang cùng cung. Đấy. Đồng cung. Công việc thì nó đang bước bước. Nhưng mà nó không phải là không tốt cho mình. Nó chậm, nó bước. Nhưng không phải không tốt. Mà nó vẫn ổn định cho mình. Nên là trong trường hợp này thì mình nên đợi thời cơ chứ không nên là vội vàng thay đổi, bởi vì công việc nếu nó khắc mình thì mình mới thay đổi. Nó đang cùng cung với mình thì từ từ. Cái thứ hai là khi mình chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, nghĩa là thương môn, thì thương môn kia nó có đằng xà, nó lại không vong, chuyển đổi sang bên kia thì nó lại mình lại khác nó mà lại can hợp xà hình, thì chắc chắn rằng là khi mà chuyển sang lĩnh vực kinh doanh về nó thì sẽ cực kỳ không ổn. Nếu chuyển sang kinh doanh thì sẽ không ổn một tí nào luôn. Chưa nói cái việc mà anh tiền mà để chuẩn bị sang kinh doanh là chưa có. Chưa có dòng tiền cho việc đó. Đấy. Anh chưa thu xếp được dòng tiền cho việc kinh doanh đâu. Nên là cái việc kinh doanh này, dường như hôm nay là cái cảm giác anh hỏi đây chỉ là hỏi để xem như thế nào. Chứ dường như anh chưa có kế hoạch cụ thể. Vâng. Cái thương môn này. Thế nhưng có một cái mà nó đã tạo ra lợi nhuận cho anh. Mà nó sẽ tiếp tục tạo ra lợi nhuận cho anh. Đó là bất động sản. Mặc dù anh nãy không hỏi đến. Nhưng bất động sản đang là cái tạo lợi nhuận cho anh. Thì thương môn nó là thủy nó sinh cho cậu anh này. Sinh cho cả công việc của anh. Thế nên là nói như thế để biết rằng là cái hướng của mình ấy, thì là vẫn là phải là bất động sản và xây dựng. Phù hợp hơn. Đừng sang lĩnh vực kinh doanh. Thế đó đúng hơn là thầy nói là tuyệt đối không sang lĩnh vực kinh doanh. Vâng. Mà lên là bất động sản và xây dựng. Đúng theo một cách đấy và nó đang thuận cho mình. Bây giờ nó chặn lại nhưng nó không xấu. Vâng. Và khả năng không nhầm thì anh đang còn rất nhiều tiền đọng lại vì bất động sản. Vâng. Bởi vì đây nó có lục hợp mẫu lên nhà 1 nhà T 1 đấy, thì như trong giờ như thế thì anh phải hỏi thầy là thầy ơi, thế bây giờ bao giờ thì tiền nó ra tiền nhà 1 mà nhà 1 thì bây giờ phải tính cái cách để nó ra là nó xung với một thì nó ra hoặc nó liên quyết thì nhiều tình trình canh chỉ đặt cách định ra được không ra được tình đi thủ trợ tất cả về hành động bị cản trở hoặc việc thiên của chính nhận.
Nếu một cửa tiền mà thoát thì đẹp nhất vào tháng 9 tháng 10 âm. Của năm nay thầy. Năm nay. Tập trung vào. Bao nhiêu tiền? Tháng 9 tháng 10, tháng 9 tháng 10 âm, cửa tiền mà thoát. Nó chỉ còn cơ hội đấy. Thì tháng 5 này, nếu mà đúng ra thì tháng 5 này, tháng 5 âm này, tháng ngày này. Vâng. Này. Nếu mình mà chuẩn bị trước một cái tinh thần đó thì tháng 5 âm này, trong tháng 5 âm có cơ hội. Không thì phải đến tháng 9 tháng 10 âm. Vâng. Nó chỉ có tỷ với cả tốt hợp đấy. Và có thể là phá được tiền. Bởi vì tại sao mà thầy quan tâm đến vấn đề đó? Bởi vì ở đây ấy, cái cấu trúc trận mậu ở lá nhập mộ, mậu là hoàng tốt, mậu là hoàng thổ đồng cung mà lá nhập mộ đấy, sau đó thì nó lại có cấu trúc là khinh năm nhập thiên đao nữa, tân thiên nhâm là hung sản nhập mộ nữa, chắc chắn là tiền nhập mộ rồi, nhưng mà nó lại có lục hợp là nhiều tiền cần phải giải ra. Cho nên là quay về cái bối cảnh bây giờ như này, công việc có chậm lại thì bình tĩnh thôi, đừng đi theo con đường thương mại. Vâng. Đi theo con đường thương mại là bị mắc. Trung thành với cái phong thủy và bất động sản, trung thành với cái đó. Vâng. Là ok nhất. Tiếp theo là tất cả mọi thứ chuẩn bị cho tinh thần là tháng 9 tháng 10 là tháo tiền. Vâng. Để thành công. Nha. Từ nhà cửa chỉnh lý tất cả mọi thứ là cái xong hết. Để đến tháng 9, tháng 10 là ổn lý hết. Có nghĩa những cái việc mà liên quan đến nhà cửa là nên sửa chữa là làm trước tháng 9, tháng 10 rồi. Tháng 9, tháng 10 luôn. Hay trong tháng 9, tháng 10 hay trước tháng 9, tháng 10? Trước tháng 9, tháng 10. Phải xong ạ. Thì công việc nó mới thuận được. Đúng rồi. Thì về tháng 9, tháng 10 mới tháo được tiền ra. Đúng rồi. Tháo tiền ra. Bởi vì nhiệm vụ của mình ấy là bây giờ tiền nó một đống như thế này. Thì tội gì phải đi kiếm ý chuyện kiếm tiền nữa. Bởi nghĩ cách tháo tiền thì nghĩ gì kiếm tiền. Vâng. Tiếp theo về văn phòng mới đúng hết rồi, cần gì là gì học có thầy đấy ạ. Văn phòng mới đúng hết rồi làm gì đấy. Nếu mà về đây để phát triển được, có công việc có tốt không thầy? Nó sẽ ổn định. Nhà hướng nam mà không ra tây bắc thì nó sẽ vỡ hơn nhà hướng tây bắc không ra nam. Vâng. Nhưng mà nó sẽ ổn định, cực kỳ ổn định. Được. Đấy, mà nhìn vào cái nhà này thì anh chín đáp cười cơ hội rực rỡ mà. Tất hợp rực rỡ kia mà. Vâng, tất hợp. Đấy, ok mà. Dạ. Anh đón tôi chung trở về nhé. Vâng, cảm ơn thầy. Tôi đúng là thương mại nhé, đừng có nghe ai nhé. Vâng, thì đúng như thầy nói là việc thương mại mới trong suy nghĩ của mình thôi. Nó có chưa sự chuẩn bị, sự chính chắn. Thực ra là nếu mà ví dụ như là hôm nào mà thầy nắm tính, thầy bảo anh hỏi chơi thầy ạ, bởi vì đây nó có công bằng này, tương ngôn nó có công bằng này. Thì cái người hỏi nó cũng không phải là đã đã xác định đấy, hoặc là cái việc này có làm cũng không thành, nó có hai xu hướng đó, thì điều gì nó cũng là không, không. Vâng nhá, chúc mừng anh Tuấn nhé. Vâng, cảm ơn thầy. Vâng, chào anh Tuấn. Anh Trung nhất thôi, xin vấn đề. Vâng, cảm ơn thầy.